Ta tới ngay. Tôi đi trước. Cô My à? Cô My. Cô My. Cô My. Tú Linh của nhà hay không? Nãy giờ có gọi điện thoại cho tôi, gọi tôi đem dưa hấu cho cổ ăn. Vậy sao? Ăn dưa hấu đi. Thật cả chớn, mày lập tức cút ngay đi. Nhà này có bán hay không? Đang ở thoải mái, giá nào em cũng không bán đâu. Con quỷ cái, tao hỏi mày có bán hay không? Em đã nói không bán là không bán, biết chưa? Con quỷ cái. Anh đánh em. Anh dám đánh em. Đánh mày thì sao? Đừng đánh cổ. Mắc mới gì mày? Chết mắt dịch, đồ mắt dịch. Chết đi mày, chết đi. Đồ mắt dịch, chết đi, chết đi. Đồ mắt dịch. Đừng đánh anh ta. Đồ mắt dịch, chết đi. Mày dám báo cảnh sát? Báo cảnh sát.